xin chào mọi người tôi là huỳnh Xuân ninh bác sĩ tại khoa truyền nhiễm nhi đồng thuộc bệnh viện nhi mackay chủng virus corona mới có thể gây ra những triệu chứng nghiêm trọng đối với nhóm người có bệnh mãn tính và người già cho nên hai nhóm người này nhất thiết phải tự bảo vệ cho bản thân mình trước khi ăn cơm sau khi đi vệ sinh trước và sau khi khám bệnh hoặc là trở về nhà sau khi ra ngoài đều phải rửa tay bằng xà phòng hoặc cồn tránh dùng tay để tiếp xúc với mắt mũi miệng vân vân ngoài ra người có bệnh mãn tính khi đi ra ngoài tốt nhất là đeo khẩu trang để bảo vệ cho mình trong sinh hoạt thường ngày phải thường xuyên chú ý tình trạng sức khỏe như huyết áp hay đường huyết vân vân, tránh ăn những thực phẩm cấm kỵ, ăn nhiều rau quả, giữ cân bằng dinh dưỡng và đừng quên thả lỏng tâm trạng, tập thể dục điều độ. Như vậy mới có thể tăng cường sức đề kháng để chiến đấu với virus. Cuối cùng, cũng lần nữa kêu gọi mọi người, những người khỏe mạnh bớt lấy một chiếc khẩu trang là đã có thể để dành khẩu trang cho những người thực sự cần thiết, giảm thiểu nguy cơ lây bệnh.